Vâng, trận thi đấu chung kết của Gen TV Sam. Trận thi đấu của chung kết của Game DVN Sam, các anh cầm những con gì đây? Vâng, Sam, vâng, cả hai các nhà đều dường như đều là các quả xấu. Summer của Vơ, Minoan của Mèo Mèo, Núi cầm Hitty và Death là người cầm AC. Vâng, các nhà đều là những bài có những bài quả xấu. Bên phía vâng Sang Egip và hai Hitty, quân là siêu khủng đến từ Linda Club, các bạn có thể thấy Sang Egip và hai Hitty. Vâng, đời 3 hay đời 4 cũng đều siêu khủng. Chỉ cần Hitty vào trong cánh thôi. Chỉ cần Hitty vào trong cánh là bên phía xế chiều là Mark Bing, AC. Vơ cầm Summer, Núi cầm Hit, Mèo Mèo cầm Minoan. Có lẽ trận thi đấu này Minoan là một đội bạn toàn quân tuyển thôi, toàn cung tuyển nhưng không có chém tuyển, thì có lẽ là Minoan sẽ phải lên đánh ngay. Vâng, Núi cầm Hitty. Vâng, không biết cánh sẽ đánh thế nào. Minoan chém lấy Hitty lên cung hay thế nào đây. Hitty một cái thế nhà xấu như thế này thì có lẽ cũng lên dâng Nga thôi. Hitty thế nhà xấu như thế này không đánh được chắc nhà thì ta bỏ nhà luôn từ đầu bằng việc mà đánh dâng Nga sẽ hợp lý hơn nhiều do việc đóng A tại nhà. Hitty dâng A, Minoan đánh chém. Vâng, Death, Death cầm AC. Death cầm AC, nói chung là quân xấu và bài là quá xấu. Thôi thì các anh, trận thi đấu này có lẽ là tôi nghĩ là một sự hợp lý sẽ là Hitty dâng A và Mèo Mèo là người đánh cung, đánh thẳng cung luôn cũng được. Nếu còn tùy đến thế nhà của Mèo Mèo thế nào. Mèo Mèo đâu? Mèo Mèo đâu? Úi giời, nhà này không có gì để đánh cung được. Cái nhà này không đánh cung vào đâu được nữa. Thôi thì đánh hai nhà đầu cánh chém mà hai nhà trong cánh đánh cung thôi. Hitty và AC đánh cung ôm nhau. Cái nhà là quá sâu. Nói chung là trận cửa thua là rất sáng cho các anh rồi. Không có gì để bàn cãi nữa. Trận này đấu này mà thắng thì mất kỳ tích. Thôi thì tính ra đến giờ thì tỷ số về C là 2-1 dành cho 2-1 dành cho tỷ số về C là 2-1 dành cho 3-1, còn tỷ số về C là 3-1 dành cho Game TV and Sam. Và tỷ số về trận thì dường như tỷ số về trận thì dường như các anh cũng không hơn nhiều. C1 thì tỷ số tôi đã cập nhật đầy đủ. Úi giời, úi giời ơi, nhà của Mèo Mèo các bạn có thể thấy sư tử thì cứ gọi là đàn. Anh bò bế nhà này phải chăng anh sẽ đánh cung? Vâng, nhà này mà đánh được cung thì giỏi quá. Nhà này mà đánh được cung thì giỏi quá. Vâng, chết 2 dân, 21 dân đến từ Mèo Mèo, 22 dân. Vơ cũng 22 dân. Núi 24 dân. Và Net 24 dân có đến 2 nhà chậm 2 dân. Vậy thì không đánh được. Nói chung là chả có gì để bàn. Vâng, nếu thực sự mà để có thể đánh được Mark Bing thì quân xấu bài xấu thì anh làm thế nào có thể bắt cả bản đồ đi ăn cắp, cả bản đồ bán sổ đỏ thì sẽ đánh tươi hơn rất nhiều. Vâng, tất cả đều vứt nhà đi đánh nhau, dừng các kiểu A lên. Vâng, thậm chí là cái vấn đề chơi của chiến thuật dị. Vâng, di dân là không tốt đến từ vào đét, di dân là chéo. Vâng, dân trên lại đi xuống dưới và dân dưới thì lại đi lên trên. Lòng hoàng. Vâng, cũng may để dân AC di chuyển nhanh. Vâng, nếu như anh chơi chiến thuật bài dị thì cũng có thể chơi cái bài là Hitty và AC dâng A, Minoan đánh chém còn Summer chắc nhà. Hôm trước thì Handsome cũng đã có một trận. Hôm đó đánh với đánh với team của Yugi Club. Các anh chơi cái bài mà Tiểu Long, vâng, chip đẹp dài cầm cầm Persian chém chéo cánh. Vâng, chém chéo cánh nhưng mà lại chém vào đầu cánh của
chém vào đầu cánh của Sang đánh chém. Thành ra là một Sang đánh chém và một Pơ đánh chém, chọc giò, chọc chết cho Son. Vâng, chọc gần defeat của cho Son của Yugi. Vâng, trận thi đấu đó thì để mặc Yugi một mình một cánh. Yugi một mình một cánh, cho G-Chi một mình một cánh cầm hit đánh cung. Vâng, hit đánh cung một mình một cánh. Còn Perfor và Sang một cánh. Một trận thi đấu mà suýt thua nếu như không phải một trận mà Vơ cầm chủ lực tốt. Phút 11:54 đẹp mấy kích đời với 26 dân đầy xì. Nếu thì sao cũng dường nhiều trận anh đập lô nhạc xì ngẫu cả lên rồi. Hitty đập lô và dâng Nga hợp lý. Mèo mèo đánh cái gì? 23 dân tham 23 tưởng như vâng đánh chém rồi. Như vậy Dead và Vơ là người chắc nhà. Vơ đâu? Vâng, Vơ đánh chém. Như vậy tất cả để cho Dead cầm chủ lực. Vâng, Dead một trận. Vâng, anh không, Dead vẫn rất nhiều trận mà thích có nhà và muốn giữ hốc. Thế nhưng việc lên đời quá muộn và chui hốc thì không chui kịp, và cái hốc thì lại quá rộng thì anh sẽ phế từ tầm 1. Cũng may trận thi đấu này là một trận thi đấu mà các game thủ bên phía Mel, bên phía Linda không có những đơn vị ép đời tuyệt, cũng như không có những chém tuyệt. Nếu không thì với cái hốc như thế này thì Death sẽ chết từ tầm 1. Vâng, thiếu gỗ, có ai bơm gỗ cho mùa 1 không? Buna, nói chung là Buna sắp không đẹp. Núi bắt đầu ra Nga. Còn núi ra Nga phải thực sự hiệu quả thì Hèn Xăm mới có cửa trận thi đấu này. Vâng, ra Nga phải thực sự hiệu quả cơ. Vâng, ra Nga mà liều tiều thì vâng, đây là Hippie khó rồi, đã bị công vào. Ra Nga nhìn lên đời là không phụ và bị chém vào bởi Linda. Dường như Linda cầm Sang đánh chém quá đông chém, các bạn có thể thấy lực nhà núi còn có thể sóc đều được một tên cung nữa. Vâng, tôi nói lại chỉ là một tên cung nữa thôi. Vâng, Sang đánh chém để cho Hitty với cái tên cung đúng là mắt binh. Hit ra Nga ôm chết hit cũng không phải là một điều gì đấy quá là thành công, cần phải ôm chết được nhà rưỡi hai nhà cơ. Mèo mèo thì sao? Mèo mèo tham 22 phế bởi Linda đánh chém. Vơ tham 30 đánh chém đầu cánh và đang chơi nhau với vâng bị công vào bởi những con cung gờ của hưng nhồn người cầm Egip. Rồi đã bị Egip màu 6 đẩy ra đến đây rồi. AC đâu có sang đỡ được không hay là cất nhà đi để thi đấu. Dead thì sao? Dead vâng bị Linda, vâng như thế này thì 18 người trong cánh, người góc 3 giờ sẽ cực khỏe. Đây là thời điểm mà nhà trong cánh góc 3 giờ đang sắp dân. Quay trở lại với người quan trọng nhất, núi. Núi đâu? Đây rồi. Chỉ còn 12. Chỉ còn lại kích quân đem đi thi đấu thôi. Tham Lai đã bị đè quá mạnh rồi. Một trận thi đấu mà Vơ lên đời là quá muộn. Đây rồi. Vẫn là hy vọng mang tên Vơ. Anh có thể kin được khá khá hay không? Anh kin được khá khá dân của đội bạn. Còn cái bài dân Nga, nhưng nếu là dân Nga AC thì sẽ hợp lý hơn. AC sẽ có khả năng lên đời sớm hơn. Cung đỡ AC thì chất hơn. Và dân AC ăn hoang lại là bá hơn. Hay cổ. Còn nói chung là dân Nga đổi mạng Hitty với Hitty không thực sự thành công. Nói chung là
thế trận dần dần cũng nhìn rõ. Đội bạn sẽ có hai nhà các nhà 6 và nhà 8 sẽ chắc. Khi cả Linda cũng kéo vào trong phần ruộng. Còn đối với Handsome thì duy nhất có Destiny là có nhà. Vâng, có nhà nhưng không khỏe. Vâng, cũng chỉ được làm chục cái ruộng thôi. Yếu, siêu yếu luôn. Vâng, trong trận thi đấu mà quân xấu hơn và bài xấu hơn thì một điều rất đơn giản, nhưng các anh các nguyên thủ Handsome không làm, đấy là việc phải nhồi đồ thật nhiều. Tôi đã làm thật nhiều, siêu thừa thãi vào thẳng vào nhà cầm thủ lực. Nhà thủ lực cực khỏe, có thể cân lại. Quay trở lại mèo mèo đánh chém. Bây giờ thì anh đã tham của anh đã lên đến 36/50 một trận chém thủ. Và lực lượng chém của anh tích được là khá khá, nhưng đời là không là không công và không giác. Anh vô thì sao? Vô đã mất nhà chưa? Anh vô đã chuyển nhượng sổ đỏ dành cho Hoàng Lan rồi, chuyển sổ đỏ sang cho Hoàng Lan, không bơm đồ. Vâng, chuyển sổ đỏ sang cho Hoàng Lan và bắt đầu đi móc máy. Vâng, đây là Linda, bắt đầu công vào lên nhà của Linda. Nói chung là thế trận đến bây giờ thì đánh đi Hoàng Lan nữa, nhưng mà được vào nhà thì Handsome vẫn có một bài. Đây là bài dân A của Minwan sau khi đép chắc nhà. Vâng, dân A của Minwan bật bậc tham. Đây là một con núi đây. Đèn núi còn phải kéo về đỡ nhà cho đép. Cái hốc quá rộng của đép. Các bạn có thể thấy đép cần chủ lực, nói chung là vẫn chưa được chắc chắn cho lắm. Đang tìm cách chơi vào nhà của Song Vũ. Anh đang nhiều rồi. Trận chung kết rồi. Hưng Nhồn thì đã quá to. Hưng Nhồn là Egypt. Quyết tâm lấy thảm này ghi. Vâng, Nhổn đã biết trước và Nhổn ứng thủ. Vâng, Nhổn đã có đổ máu hay chưa? Đây là thời điểm mà các nhà bé bên phía xế chiều sẽ lao vào ăn dân của Dead. Thì biết Dead đã đẩy quân đi. Úi giời, không đánh được nữa rồi. Quá nhiều quân màu 6 cũng là Egypt. Úi giời, tỷ số là 3-0 trong trận đấu cuối cùng. Có thể coi là may mắn dành cho Handsome, nhưng mà tỷ số về trận có lẽ là dường như là anh sẽ thua về trận, thắng về C. Có lẽ các anh đã nghỉ rồi. Vâng, chúng tôi đã cập nhật vâng, chỉ ít phút nữa thôi thì các clip đã được cập nhật đầy đủ trên trang clip.gamedv.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.